Chào mọi người, hôm nay ngày 24 tháng 2, mình có một số cây hàng khai thác, những cây đã sống khỏe và những cây thuần chậu. Đầu tiên là cây sam núi bông, cây này là cây sam núi khai thác, tại cành thì đã nuôi to. Cây sam núi bông, dáng cũng rất là hay. Cây sam núi mã số 1, giá giao lưu là 300 bao ship. Chiều cao từ mặt chậu lên là 35 và chiều đổ từ đỉnh xuống này là 50. Giá 300 bao ship cây sam núi bông mã số 1. Hoành thân thì 9 xăng. Hoành tại vị trí là 9. Chiều cao 35, chiều đổ 50. Một cây sam núi bông hàng khai thác, giá chỉ 300 bao ship. Cây thì có sẵn tay cành nuôi lớn, mọi người nuôi cây thì cũng sẽ rất là nhanh. Tiếp theo là lô hai cây sam núi trái mã số 2. Hai cây này là cây sam trái đuôi tự nhánh chiết. Dòng này là dòng trái to nên mình nuôi chọn giống để chiết ra. Dòng trái rất là to. Cây còn sót một trái, mùa này thì chưa có vào mùa trái nên không có trái trên cây. Ô hai cây sam trái mã số 2, giá 400 bao ship. Cây này thì rễ dài, ghép đá. Kích thước thân thì bé hơn ngón tay út một tí. Giá cả lô hai cây là 400 bao ship. Lô hai cây sam núi trái mã số 2. Bên này mình đang ghép đá thạch anh. Giá trị 400 mình bao ship lô 2 cây sam trái mã số 2. Lô số 3 bao gồm 2 cây hải châu gành. 2 cây hải châu gành lá nhỏ xung cầu. Dòng cây lá rất là bé. Dòng hải châu gành thì tây cành mọc dày. Kích thước lá bé và quả rất là nhiều. Cây này có củ đế và ôm đá mini. Còn phía dưới có ôm vài viên đá mini. Giá cả lô 2 cây là 650 bao ship. Lô 2 cây hải châu gành mã số 3. Những cây này tán ngang tầm 30, 2 cây mini, 2 cây khá là giống nhau. Lô 2 cây hải châu gành mã số 3. Giá 650 bao ship. Cây số 4 là cây dâu tầm lá nhỏ. Cây này có chiều cao là 35, tán ngang là 50. Quả đang bắt đầu chuyển màu, quả trên cây rất là nhiều. Dòng này thì khác với dòng dâu tầm truyền thống. Dòng này lá rất là bé và đặc biệt quả rất là sai, cây rất là dễ cho quả. Quả của dâu thì rất là tốt cho sức khỏe, có thể dùng để làm siro giải khát hoặc là ngâm rượu uống. Thân thì bằng ngón tay của mình, bằng ngón tay cái. Chiều cao là 35, tán ngang 50. Giá 400 bao ship cây dâu mã số 4. Quả đang trên cây rất là nhiều. Giá trị 400 bao ship. Tiếp tục là cây dâu mã số 5. Cây này có chiều cao là 40, ngang là 50. Quả cũng đang trên cây cũng khá nhiều. Dòng dâu tầm thì sẽ cho quả quanh năm. Và đặc biệt là mọi người có thể điều chỉnh thời gian cho quả. Sau khi vặt lá tầm 10 ngày thì cây bắt đầu cho hoa và sẽ chín rộ vào 45 ngày. Chỉ cần vặt lá thì chắc chắn cây sẽ cho hoa.
Dòng này thì mọi người có thể điều chỉnh được thời gian chơi hoa quả. Nếu mọi người chơi quả Tết thì chỉ cần canh trước Tết 45 ngày. Vặt lá thì cây sẽ chín rộ vào đúng thời điểm Tết. Thân thì bằng ngón tay, hoành tầm 8 cm, chiều cao 40, tán ngang 50, giá 300, hình bao ship, cây dâu mã số 5. Một dòng cây rất là dễ chăm và dễ cho hoa quả. Mọi người có thể dùng làm cây ăn quả hoặc là vừa chơi bonsai vừa làm cây ăn quả. Cây số 6 là cây sơn trà, cây có hoành là 47, chiều cao 45, tán ngang là 45. Cây cốt to, giá 400, bao ship giá như một cây phôi mới đánh về. Cây thì hiện tại thì đã đi một nước dây, giá như một cây phôi. Cây bể cốt to, hoành 47, chiều cao 45, tán ngang 45, giá 400, hình bao ship. Cây sơn trà, cây bạch chỉ mã số 7, cây này có hoành thân là 26, chiều cao đến mặt cắt là 30, cao đến tàn lá là 50, giá 208, bao ship. Dòng bạch chỉ thì quả chính cái màu vàng cam và ăn ngọt và thơm. Chốt cành thì vừa tầm để mọi người vào dây. Giá 208, bao ship. Bạch chỉ thì kích thước lá bé, cây có hoa và quả rất là đẹp, ăn quả ăn ngọt và thơm. Giá 208, bao ship. Cây số 8 cũng là cây bạch chỉ, cây này có chiều cao là 45, tán ngang 55, bể cốt to, cây liền cốt, giá 900, bao ship. Cụm này thực tế rất là đẹp, ủa rễ đế tỏ đều. Chốt cành thì cây này chỉ cần mọi người đi một nước dây thì cây sẽ ra dáng thoáng và đẹp. Giá 900, bao ship. Mọi người có thể tham khảo hình quả phía góc màn hình. Dòng cây có quả rất là đẹp, kích thước lá bé. Mọi người nuôi càng già thì lá sẽ càng bé. Dòng này lá dày xanh mướt. Quả của cây ăn rất là thơm ngon. Cây số 9 là cây linh sam sông Hinh. Cây linh sam hoa tím, hoa chùm, chiều cao là 55. Cây thì đã định hình sẵn cho mọi người chơi. Cái này chỉ cần mọi người về thay chậu và chơi. Giá mềm là 300, bao ship. Cây đã tạo dáng lâu năm, giá chỉ 300, bao ship, giá rất là mềm. Chiều cao 55. Dòng này thì kích thước lá bé và lá rất là đều, hoa tím, hoa chùm. Hoa linh sam khi nở thì sẽ rất là thơm. Và cây cuối cùng trong clip là cây trắc mã số 10. Cây này có chiều ngang bộ đế là 40, chiều cao 50, tán ngang là 60, bể trắc bắc cầu. Phần này là phần lụa thép green, lụa thép tự nhiên. Giá 900, bao ship cây trắc mã số 10. Dòng trắc dây là dòng cây gỗ quý hiếm. Kích thước lá bé, hoa sẽ có màu trắng xanh. Hoa khi nở sẽ có mùi thơm nhẹ. Giá 900, bao ship cây trắc dây mã số 10. Mọi người chốt hay liên hệ số điện thoại phía góc màn hình. Đây là số Zalo của mình.